Hello, hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với con game Wolfenstein The New Order đây. Mình tiếp tục cái nhiệm vụ trước đây. Hình như là lần này là mình đi phá hủy một cái trái bom gì đây nè. Ủa, mình nhớ là trước là mình lượm được cái cây sáo nòng mà ta. Ui. Thì mình khá thích cái con game này ở cái chế độ là khi mà mình out ra anh em, mình out ra kiểu như là ao ngang ra luôn á, mình tự thoát ngang ra luôn á thì nó vẫn giữ lại cho mình được cái đúng cái chỗ đó luôn á. Ôi cây sáo nòng của mình đâu, cây sáo nòng của tôi đâu đà thiệt. Nói trước mình nhớ là mình lượm được một cây sáo nòng nhìn rất là hoành tráng luôn. Ồ không, cái cây bốn nòng chứ. Như là mình đang ở trong một cái đường hầm mà. Cái gì thế kia? Súng lục. Rồi sao để lấy được cái đó ta? Mình nhớ là nó kêu mình bấm cái gì có hình như là gắn cái cây. Ở đây nè, 1946 update nè. Bấm nút C à? Bấm nút C giống như là mình sử dụng cái à rồi hiểu rồi hiểu rồi. Ở đây tất cả một cái loại vũ khí nó đều có hướng dẫn cho mình nè. Ok. Z nữa kìa. Z là gì nhỉ? Bây giờ mình sẽ lấy cái súng lục ra, mình bấm nút C thử coi. À bắt đầu nó gắn cái silencer vô nè. Còn cái vũ khí này mình bấm Z nó sẽ là cái gì? Là bắn liên thanh chứ bắn từng viên. Ok, trời ơi, giờ mình mới biết. Thì ra cái này nó... Ủa đâu rồi? Bắn cái gì cho nó ra nhở? Làm sao để cho nó ra cái kia ta? Thôi, mình quên mất tiêu rồi. Bắn vô cái gì nhờ? Làm sao cho nó ra hướng dẫn ta? Anh M giống như là một cái bản đồ mà sao nó không hiển thị gì cho mình vậy? Ôi kinh chưa kìa. Ôi vãi chủ, hai súng đều gắn được cái sai lần luôn mới ghê chứ. Ở đây mình làm được cái gì nữa nè? À máu à. Đây, leo lên leo lên leo lên. Ôi sao giống như Assassin thế nhở? Mình thấy có con thằng rồi kìa. À bây giờ là mình sẽ... Ôi cái định mệnh nó phát hiện ra tôi rồi. Nó phát hiện rồi ông giáo ơi. Phát hiện thì giết luôn vậy. Ô đạn nhanh thế. Ôi nó báo động rồi. Nó là vô, nó là mở cái alarm rồi anh em ơi. Cái mà mình ám ảnh nhất game bắn súng luôn á. Ôi. Đồng 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 đồng. Này ăn đùi gà đi. Bạn ơi ăn đùi gà đi. Đấy đùi gà KFC đấy. Hơi bị ngon luôn. Ôi cái thằng lính kia nó nát bét luôn kìa anh em ạ. Ôi tôi hết đạn rồi, hết đạn rồi. Gì đâu mà căng. Phim 4. Ủa cái thằng kia ăn cái đùi gà kìa. Ăn đùi gà xong rồi cái mình không còn nhận ra nó luôn anh em ơi. Vãi cái chưởng. Đâu đâu đâu. Mình nghe cái tiếng bước chân to lắm. Ôi chưa chết luôn à. Đâu này. Ấy mình lại nghe tiếng bước chân nữa kìa. Đây đúng không? Cái mũ. Mình có cảm giác như cái khẩu súng này cái đam cực khỏe luôn á.
chỉ cần mà không, chỉ cần dính hai ba viên thôi là coi như là thằng lính nó chết liền luôn á. Hay là tại vì mình hai tay hai súng nhờ. Đây 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 đây, đúng rồi đúng rồi, cái cây bốn nòng nãy mình nói nè, ở tập trước nè. Trời ơi luôn, trời vẫn vác nhảy được kìa anh em, kinh chưa. Thì một cái điểm yếu của những cái khẩu súng này chính là chỉ có 250 viên thôi. Mình đang đi đâu thế này nhờ? À phía M là như là mình có cái mở được cái bản đồ. Hey, súng này nặng quá. Nặng thực sự luôn. Mà cái khẩu súng này nó không cho mình kiểu như là vác ra sau lưng để chạy được như anh em ơi, cho nên là mình bắt buộc phải vác theo để mình test súng thôi. Chứ bây giờ mình mà đổi qua vũ khí khác là nó rớt cái súng này liền, nó thả nó liền. Nó thôi đành chịu thôi. Để mình bắn thử cho anh em xem nha. Cái này nó khóa nè. Chắc mình sẽ đi lên lại nè. Thôi mình đi thẳng nhờ. Ui cái con này nó mình không. Cái cơ chế của nó là nó không cho mình biết được cái vị trí mình cần phải đi, anh em mình phải tự mò. Ok luôn. Cái súng này nó nặng quá. Vãi chưởng thiệt. Ôi trong đây quá trời vũ khí luôn nè. Ui cái này là cái nhà xác nè, kinh quá. Vãi chưởng. Không biết bộ này nó có âm mưu nghiên cứu zombie không nhờ. Trời ơi, thì ra cái cửa này nó mở từ phía này hả? Sao mình đi ra đường này cho nó nhanh vậy? Đây. Ui mấy thằng lính đâu hết rồi, sao chết sớm thế? Mình chưa kịp test cái súng luôn á. 250 viên, 250 viên. Đi lên trên nữa nè. Hình như cái nhiệm vụ tiếp theo của bọn mình là mình đi kiếm một cái bonke gì đó mà có cái khẩu súng canon để mình tiêu diệt. Mình nhớ vậy á. Đây 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 đây, trụ anh em có thấy cái cột bê tông chưa? Cái này là mình bắn nhấp á, mình chưa giữ lì chuột á. Ây da. Tại vì nó đứng lẻ tẻ quá anh em ơi, cho nên là mình không có giữ lì chuột để mình test được. Trời ơi cái cây này. Hình như là mình sắp tới mục tiêu rồi kìa. Ui có giáp rồi. Ui 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 ui. Hầu như những cái mà mình lượm được là mình có thể xài được luôn, chứ không phải giống như là những cái dạng game sinh tồn đâu. Ví dụ như anh em không có cái súng này, anh em lượm cái đạn nó thì sẽ thành đầy cái ba lô. Nó sẽ gọi là dư anh em, một cái công việc rất là dư thừa. Ở đây không có đâu. Ở đây là nó cho mình lượm được hết á. Cái gì mình cũng xài được hết á. Giáp ra giáp, máu ra máu. Đây rồi, cái cây súng kia rồi, cái cây canon kia rồi. À, núp đây à. Chưa chết nè. Này thì chưa chết nè. Thì cái nòng của cây súng này bắn một hồi nó sẽ đỏ lên nha anh em. Ê, sao quăng. Thôi thôi mình quăng đi vậy. Thọt tiếc nó. Đây rồi, mình sẽ dùng cái khẩu súng này để mình tiêu diệt cái thằng robot cho bò này nè, định mệnh cho nó. Chính vì nó mà những cái lực lượng ở ngoài biển của mình không có tiếp cận vô được cái hòn đảo này nữa anh em. Chưa kể gặp máy bay trên không nữa. Bả đèn mày, mày lên dĩa rồi con à. Cái này tưởng to là ngon hả? To mà là mình sợ à. Quay qua đây, quay qua đây. Quay qua đây là muộn rồi bạn ơi. Ê lẹ lên, nó bắn. Bắn kìa, nhanh lên, thục. Nhanh lên. Cái nữa, nhanh. Đệt. Cái gì vậy? Ô cái định mệnh cái game này nó lỗi sao anh em ơi. Ủa sao mình đang bắn mà tự nhiên nó nhảy ra cái gì đây? Thực sự bây giờ mà kiếm là những cái con game mà xưa để kiếm được cái linh tải rất là khó anh em ơi. Sao bây giờ là ở đây nhờ?
Sao thế? Cuối cùng mình giết được cái xe đó chưa? Hình như là mình bị fail rồi sao ấy. Càng này không có cận chiến, cận cung gì hết á. Như là do lúc đầu là mình bị fail cái gì rồi đó hay sao anh em ạ. Cho nên là mình phải đi lại nè. Hay là phải bắn vô chân nữa nhờ. Bắn vô mấy cái khớp chân á. Cho nó ngã ta. Ngã đi, định mệnh cho mày, ngã đi, cái thằng kia mày trâu thế. Ôi, nó chuẩn bị phóng là cái gì kìa. Hay quá, cuối cùng nó cũng ngã rồi, anh em ơi. Hình như là do lúc đầu mình... Ê, thôi. Ôi, mình lên lúc này vậy cha. Mình đi loot đồ đó. Thì ra lúc đầu hồi nãy là do mình... cái kiểu như là mình bị fail anh em ơi. Mình bắn cái con nó như muộn quá hay sao ấy. Cái này, ôi cái này hết đạn rồi. Thế thì mình đổi vậy. Đây nè. Ôi không được à. Hết rồi. Thôi chả. Không chơi nữa. Bây giờ mình súng bắn súng lục vậy. Ui cái khẩu súng này, cái đạn của súng này mình full luôn rồi kìa. Hình như là mình tới 2 khẩu lận. Mình mới giết được có 1 khẩu à. Mình phải chiếm thêm được 1 khẩu nữa. Mình mới thấy cái gì nhỉ? Ủa này là gì? Thôi mình kéo lần lượt 3 cái luôn nhờ. Ơ là sao ta? Sao mình không thấy nó có một cái tiếng gọi là một cái gì thay đổi sau khi mình kéo 3 cần gạt này vậy? Ui, mình nghĩ chắc trên đây tụi nó đông lắm luôn nè. Biết mà lắm mà. Ôi. Lũ đạn, đùi gà nè. Khó quá, cái góc đó mình rất là khó để mình ném dính được cái trái đùi gà lên trên anh em ơi. Chưa chết à. Cái định mệnh nó lên được tới nơi cái nó hết đạn mới kinh chứ. Ui cái thằng này nó bay đầu, nó bay đầu luôn rồi kìa. Ây da, căng đó nhờ. Căng đét luôn bạn ơi, căng đét luôn bạn ơi. Này thì thích solo này, này thì solo này. Bạn chạy đi đâu, bạn chạy đi đâu. Chạy mà được với chúng tôi à. À đây. Vẫn chạy cối anh em ơi. Mấy thanh niên này rất là chạy cối luôn. Để bình tĩnh luôn vậy. Đây rồi, cái cây sáu nòng đây rồi. Hồi nãy mình bắn ở đâu nhờ, hồi nãy mình bắn chết quá trời luôn á mà mình chưa kịp lụm súng nè. Lụm. Máu. Nó hài thiệt luôn, cái game offline mà mình đi loot đồ cứ như là online anh em. Kinh chưa? Trong đây nữa nè. Đấy, có cái gì kìa, có máu kìa. Máu bây giờ mình lên tới 100, trăm mấy, hơn 100 rồi. Giáp của mình chỉ có 18 thôi. Mình phải ưu tiên mình đi lượm giáp đó. Đây, máu nữa nè. Ui, mấy thằng này chết nhìn kinh chưa. Đa số bị mình bắn bay đầu không à. Sao mình bắn chuẩn thế nhờ. Sao game offline bắn thì bay đầu không à, chuẩn thế. Thanh niên nào ở đây vậy? Cái khẩu súng kia đâu rồi, có cái thằng đang ngồi bắn nãy giờ nè anh em, nó lì ghê không? Được rồi, chờ với mình. Chờ đó đi bạn ơi. Anh em nghĩ như thế nào nếu như mình tương cái khẩu súng 4 nòng này ở cli gần nhỏ? Thì điều gì sẽ xảy ra cho thanh niên này đây? Ôi, cái định mệnh nó...
Phê lòi. Bây giờ mình bắn cái gì vậy? À trên đây à. Này thì chạy cối này. Này thì chạy cối này, bay nóc luôn. Bay màu luôn, bay màu luôn. Bay màu luôn. Thì cái khẩu súng này uy lực thì khỏi phải bàn rồi, nhưng mà cái tốc độ nó cực kỳ chậm anh em ơi. Mỗi lần bắn xong một viên nó nhồi đạn, chắc mình đi ăn đi ngủ đi đái ỉ xong vô vẫn chắc vẫn còn mới nạp đạn xong ấy. Hình như là trên kia đúng không? Đây rồi, mình vác lên đây. Mấy anh ơi chạy em với mấy anh ơi. Ủa mình lên đường nào ta? Ở đây nè. À hồi nãy nó bị chặn đi nè, bây giờ mình phải dùng cái súng mình bắn bể luôn. Giáp 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 giáp. Sao bọn này nó có thể có một cái căn cứ khủng thế nhờ. Cái này mình phải nói là một cái vị trí gọi là đắc địa luôn á. Thế nào mà mình có thể chiếm được của bọn nó cơ chứ. Đúng là chỉ có những super hero như mình thôi chứ còn không bị thua. Cái định mệnh nó lúc vác là cái súng này lên nặng vãi cái chưởng lên thì không có thằng nào để bắn. Cái thật.